Xe đây Để mình đi không? bao kèm bao chất lượng cho anh em nha, uy tín, mua mình biết mình bảo hành cho anh em chọn chọn gói luôn đó, cứ mua bảo hành 1 năm 2 năm bình thường đó. À, 1 năm 2 năm bình thường luôn. Dạ, tại bé xe kem mà không sợ, mình phát biểu mình không sợ. Một đốm một hả? Dạ, mình nói là mình làm, anh em rồi, yên tâm. Đi bé luôn. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe bên anh Dương nha. Dạ, chào em, chào bà con các bác, chào chị Phương, chào chị Phương, chào chị Phương, chào chị Phương, chào chị Phương. Đó, xe thì bao nhiêu? Đó, các bạn đi tới thì cứ đây, nhìn lên cửa hàng ha. Đó, Xe Máy Tùng Dương. Dạ, chào cả Lê Hiên nha anh em. Cả Lê Hiên nha anh em. Còn số anh em có đến cái điểm mà nghe còn số chào Lê Hiên, hello của mình nha anh em. Địa chỉ mình là 193... Kết bạn mình và Zalo nha. Dạ, Zalo mình nha anh em. 193/3 khu phố Hòa Long, Cần Thơ. Nên mới làm thêm cái Zalo khác nha anh em. Tại Zalo kia nó full bạn rồi anh em. Nó đầy 2007, tại một cái Zalo Việt Nam nó cho nó 2007 à. Nên là mới làm thêm cái Zalo này, mong anh em kết bạn với số Zalo này với mình nha anh em. Dạ. Rồi ok. Đó, sẵn tiện thì mình thấy con Future đẹp thì mình quay luôn cho anh chị và các bạn ha. Đó. Chỉnh cho anh em nha. Con này như xe mới nha mọi người. Đây gọi là như xe mới thì biết á. Các bạn mình cứ ra tham khảo á. Được thì mình mua ủng hộ á. Con này thì mình mua xe chỉ cần chuẩn bị 1 2 triệu á. Dạ 1 2 triệu là nhận xe, không cần cả trước cũng được. À không cần cả trước cũng được luôn. Dạ ở đây dưới 30 triệu không cần cả trước cũng được. Cứ xe dưới 30 triệu là không cần cả trước nha mọi người. Và bán xe ở đây là bao hồ sơ hết nên thì các bạn cứ yên tâm. Rồi. Chắc là mình vào mình quay ở trong đi, mình quay trong ra đi cho anh em tham khảo nhị nhị nha. Tại vì xe đây mình bao kèm bao chất lượng cho anh em nha, uy tín, mua mình biết mình bảo hành cho anh em chọn chọn gói luôn đó, cứ mua bảo hành 1 năm 2 năm bình thường. À, 1 năm 2 năm bình thường luôn. Dạ, tại bé xe kem mà không sợ, mình phát biểu mình không sợ. Một đốm một hả? Dạ, mình nói là mình làm, anh em rồi, tập đi luôn xe. Đó, Sonic này mình thấy anh em hỏi khá nhiều thì hôm nay mình quay trước cái Sonic. Sonic thì hiện tại còn rất là nhiều luôn, giá thấp nhất là 45-50. Dạ, 50 này là chưa lăn bánh đúng không anh? Bao tiền luôn à? Dạ đúng rồi. Cái dòng này nếu mà mua thì mình trả trước bao nhiêu anh? Dạ 5-7 triệu anh. À 5-7 triệu. Dạ. Đó, Sonic. Đó, xe chưa lăn bánh cũng có luôn. Dạ, đầy đủ cho anh em nha. Rồi, còn Vinner V1 đây giá nhiêu anh? Dạ, Vinner V1 32 triệu thành phố Cần Thơ. Rồi, 32 triệu thành phố Cần Thơ, trả trước bao nhiêu anh? 2-3 triệu à? 2-3 triệu nhận xe. Đó, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe nha mọi người. Còn riêng về ẹt mở kinh ở đây thì gọi là bao nhiêu? Nhiều. Để mình xuống, xuống mình quay một cái nữa là xe chia. Xe chia. Hàng là kho anh em là không đâm đụng, không té ngã anh em. Mới từ trên xuống dưới, tay cầm đồ, tay thắng vô bọng đồ ok hết cho anh em nha. Đó, xe chia thì hiện tại giá từ nhiêu tới nhiêu anh? Giá xe chia thì từ 38 giờ tới 44 triệu nha anh em. 38 tới 44 nha mọi người. Dạ. Xe chia cọc không á. Mấy con này thì mình đặt trước bao nhiêu anh? Dạ, 4-5 triệu anh. 4-5 triệu. Rồi. Còn về Rider là từ 35 tới 40. Dạ. Đó. Xe đi cũng vài trăm coi, 1.000 coi, vài ngàn coi nha mọi người. Đủ các thể loại cả. Mấy cái này cũng trả tầm vài triệu là nhận xe nha mọi người. Dạ. Tại vì mình quay lướt cho anh em thôi, tại vì xe nó nhiều quá. Thực sự là như vậy nha mọi người. Còn ví dụ như anh em nào thích con mượt kinh màu đỏ nhám này nè. Con này biển số đẹp, biển số 70. 70 nha anh em. Biển số 70 R1 nha anh em. 79-792 nha anh em. À, 79-792. Con đó thì mua thì giá con bao nhiêu anh? Dạ, con này em bán giá 39 triệu. 39 triệu. Dạ. Bán cho anh em 70 nha mọi người. Dạ, 39 triệu nha anh em. Đó. Rồi. Con này 77 thì mình có hai con đang nhám, biển số 77. Rồi, biển số 77 nè mọi người. Tới anh em con đang nhám, còn trong nhà một con đang nhám nha anh em. Đang nhám mình còn rất nhiều. Xanh nhám, đồ đen nhám, vàng đồng, đồ nhiều, bao like cho anh em nha. 6677 rồi. Đủ loại cho anh em nha. Thôi anh em cứ chụp hình lại cái biển số mình muốn mua con ẹt nào, mình kết bạn Zalo. Con ẹt thì hiện tại giá từ 28 tới 36 triệu, trả trước tầm 2-3 triệu là nhận xe. Các bạn nhìn thấy ẹt không có thiếu màu gì cả. Bên này thì mở kinh nữa nè mọi người, biển số 83 này.
Đó, Merkin cũng tương tự ha, từ 28 tới 36 á, trả trước 3-4 triệu. Xe ra đi ít ngàn coi lắm, mình quay lướt lướt cho anh chị và các bạn tham khảo thôi. Chứ còn mua thì mình cứ kết bạn qua Zalo á. Tại vì anh chụp lên nhiều hơn. Kết bạn Zalo cho anh em, mong anh em kết bạn với mình. Mình cũng trao đổi, dù anh em mua xe mình cũng dẫn hỗ trợ giúp một sơ cho anh em nha. Rồi, đây. Liên hệ mình. AB150 thì sao anh? Dạ, 43 triệu bao hồ sơ. À, 43 triệu bao hồ sơ, trả trước bao nhiêu anh? Dạ, trả trước chắc 5 triệu rồi. 5 triệu, con này đi bao nhiêu ngàn coi rồi? Con này đi mất 9 ngàn cây anh em ha. 9 ngàn hay 900? Dạ, quên 900. Xin lỗi, 900 coi nha mọi người. Dạ, đúng 900 cây anh em. 960 cây anh em. 960 coi, xe mới cứng à, 150. Dạ, không té, không té cây anh em. Con bên trong là 29, 30 triệu. 30 triệu, bao hồ sơ. Tất cả xe bao giá là bao hồ sơ hết nha mọi người. Dạ, đúng rồi anh em. Rồi mình chuyển lên SH1 cho anh chị và các bạn ha. Con này 62 triệu à, chạy 400 coi. Dạ. Quá kinh khủng mọi người, con này đẹp lắm, off inox full xe. Rồi. Con con SH1 màu đỏ độc đỏ luôn. 21 toàn bộ là 21 hết nha anh em. À, con trong đi 3.000 coi ha, biển dạ, số 36. Dạ đúng rồi. Giá là 60 triệu. Dạ. Mấy con này thì mình đã trước tầm 10 tới 15 triệu ha. Dạ đúng rồi. 10 15 triệu là mua được nha mọi người. Dạ. Đó, ẹp thì coi là bây giờ bao nhiêu. Các bạn muốn cái màu gì cứ nhắn tin cho ảnh á. Tại vì ẹp nhiều giá của nó cứ từ 28 tới 36 á. Đó, anh em mình thích cái màu nào mình cứ quay em chụp, các bạn chụp lại cái màn hình đó, gửi qua Zalo cho anh ha. Ờ anh ơi, cái con màu đỏ dám này giá bao nhiêu hay là như nào, đồng hồ bao nhiêu thì sẽ quay chi tiết cụ thể cho mọi người luôn. Nó biển số 66 ha. Có nhìn cái lê dạng ẹt này mà anh em chết ngắt luôn. Bao nhiêu cho anh em? Bao nhiêu, mở kinh nữa, không thiếu một dòng gì đó. Riêng viên nếp cũng còn khá nhiều nha, viên nếp từ 28 tới cũng 36 luôn à. 28 tới 34 triệu. 28 tới 34 đó nha mọi người. Đó, con này là 34 đó hả? Con ẹt này 34 hả? Bọc keo nguyên con. Đó, viên nếp á mọi người. Đó. Con ẹt này là đi 2.400 coi nè mọi người. Gọi là quá khiếp. Đó. Con đó thì giá của nó là hồi nãy là 37 triệu bao tiền, bao hồ sơ chứ. Đó, trả trước 34 triệu là nhận xe. Rồi anh em về hỏi về GTR. Đây GTR 39.500 nha mọi người. Đó. Còn nguyên về ba con ẹt này giá là 36 triệu con đúng không? Dạ đúng rồi, 36 triệu con. 36 triệu bao hồ sơ nha. Dạ. Anh em bao hồ sơ trả trước 3-4 triệu là các bạn nhận xe. Dạ. Rồi con riêng con ẹt biển số thành phố. Mình thấy anh em hỏi cũng khá nhiều, biết đâu anh em sẽ mua con này á. Con này đi 3.200 coi. Biển số thành phố. Biển số 59 này. 36 triệu luôn. 36 triệu luôn, trả trước 3-4 triệu ha. Còn bộ 5 con này là 36 triệu nha anh. À, 5 con này là 36 triệu luôn. Xe đi tầm vài ngàn á. Dạ đúng. Con bên này cũng tương tự nè. Đó. Rồi. Bên này nữa thì gạch màu xanh. Màu xanh này là 28 triệu nè mọi người, đời xe chia. Hàng 3X nha mọi người. Rồi, Vario này mọi người, Vario 1. Vario 150. Đó, 150 này đi mấy trăm coi anh? Dạ, nó đi 100 cây ạ, 160 cây ạ. 160 coi nha mọi người. 2021. Hàng đó thì hàng 4X, trả trước cũng nằm 5-6 triệu, 6-7 triệu đó mọi người. Con bên này cũng tương tự hả? Con này là 125 nha anh. 125, giá là hàng 7 thôi. Dạ, 7X
Đó thì mình vừa lướt qua cho anh chị và các bạn ha. Mình Minh Dương cũng lướt sơ qua cho anh em tham khảo. Dạ. Cái dòng xe anh em nào mua thì mình cứ kết bạn qua Zalo này. Giúp em nha. Zalo giúp em nha. Tại vì 616161161. Tại vì số điện thoại là máy số điện thoại kia nó full Zalo mọi người, dạ, kết bạn cũng được. 2007 full Zalo. Nên kết được, dạ, nên kết bạn qua đây, có gì anh em nào mình yêu mến thì mình cứ liên hệ mình mua, tại vì xe đây mình chỉ quay một phần nhỏ thôi. Dạ. Còn xe rất là nhiều còn luôn. Rất là nhiều trong nhà cho anh em lựa chọn. Dạ. Rồi. Đầy đủ màu sắc cho anh em. Đó, giờ tới giờ hai chiếc màu xanh này. Trong nhà rất là nhiều. Nên tới đây là anh em coi tiền mình là không muốn đâu nữa. Rồi này. Đi xe mới vậy nè, yên tâm. Đó, rồi. Đó, ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha. Dạ, chào anh em.